Hội lan truyền thông tin kèm theo hình ảnh về hai đối tượng, xưng là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, tuyên bố ra khỏi đảng sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương công bố kết luận về những sai phạm của ông Chu Hảo. Lợi dụng thông tin này, các thế lực thù địch đã bịa đặt thổi phồng thành chuyện có nhiều sĩ quan quân đội từ bỏ đảng, làm ảnh hưởng tới danh dự quân đội. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài: Thông tin về hai đối tượng xưng là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tuyên bố ra khỏi đảng của tác giả Hà Thành. Theo xác minh và cung cấp của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị, hai đối tượng là Nguyễn Hữu Hiếu và Trần Nam. Trong đó, Nguyễn Hữu Hiếu sinh năm 1990, quê ở Thiệu Tân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, trú quán tại Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiếu vào đảng ngày 30 tháng 10 năm 2011, từng là sĩ quan quân đội. Trước đó, Hiếu tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 2 và được điều về công tác tại đảo Thổ Chu, vùng Nam Hải quân, đảm nhiệm chức vụ trung đội trưởng, sau đó, Hiếu công tác tại Trung đoàn 152, quân khu 9, là Trung đội trưởng hòa lực một cụm chiến đấu với quần hàm trung úy. Song trên cương vị Trung đội trưởng, Hiếu không chịu tu dưỡng rèn luyện. Trong quản lý chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp, năm 2016, Hiếu được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, nên năm 2017, đến niên hạn đề bạt quân hàm, Hiếu chưa được đề nghị. Do đó, Hiếu đã có biểu hiện dao động, không an tâm công tác, tham gia một số hội nhóm trên mạng có tư tưởng trái với đường lối quan điểm của Đảng, tham gia chia sẻ, tán phát các tài liệu có nội dung chống phá đảng, nhà nước. Trước sai phạm của Hiếu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục, động viên, nhưng Hiếu không khắc phục, sửa chữa. Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Nguyễn Hữu Hiếu đã bị kỷ luật cảnh cáo về đảng và chính quyền. Quyết định kỷ luật của Đảng ủy Trung đoàn 152 nêu rõ, đồng chí Hiếu có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đã đăng bài tán phát trên mạng xã hội trái với quan điểm của đảng, nhà nước, quân đội, Mặc dù đã được các cấp giáo dục kiểm điểm, nhưng đồng chí Hiếu không có ý thức chấp hành, vẫn tiếp tục sai phạm, đăng tải chia sẻ với động cơ bồi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước. Hành vi vi phạm của đồng chí Hiếu là rất nghiêm trọng, trái với đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng đến phẩm chất truyền thống, hình ảnh bộ đội cụ hồ và đơn vị. Ngày 15 tháng 9 năm 2017, Hiếu viết đơn xin phục viên và được tổ chức giải quyết cho gia quân theo nguyện vọng cá nhân. Vậy nhưng trên Facebook cá nhân, Nguyễn Hiếu Hiếu ghi, Trung úy Nguyễn Hữu Hiếu, tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đang kèm theo hình ảnh thẻ đảng viên và giấy phép lái xe. Hiếu Xuân vì chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, nó dụ. Từ năm 2014, từ thông tin trên Facebook, Youtube, Hiếu đã bị tiêm nhiễm những tư tưởng sai trái. Hiếu viết, tới giữa năm 2017, tôi đã nhận ra sâu xa vấn đề và đành phục viên làm lại cuộc đời. Nói chung mình thấy mình nhỏ bé quá thấy mấy bác giáo sư ngoài Bắc đăng lên cái nổi tiếng Hàn Gia, hiếu viết. Về đối tượng Trần Nam, theo cơ quan chức năng, Trần Nam sinh năm 1960, quê quán Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, trú quán tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nam vào Đảng năm 1999. Trước đó, sau khi tốt nghiệp trường đại học Tài chính Kế toán, Nam vào làm việc tại công ty xăng dầu khu vực 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó nghỉ không lương từ năm 1992 đến năm 1997. Tháng 10 năm 1997, Nam xin vào làm việc tại Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Vật liệu Xây dựng, Công ty Lâm Viên, Học viện Lục quân. Ban đầu làm giám đốc xí nghiệp, sau đó từ năm 2001 đến năm 2008, Nam đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc Công ty Lâm Viên và là cán bộ giữ vốn nhà nước tại công ty này đến năm 2011. Từ năm 2011 đến năm 2015, Nam là trợ lý ban tham mưu kế hoạch, phòng hậu cần, Học viện Lục quân. Từ tháng 6 năm 2015, Nam nghỉ chờ hưu với cấp bậc trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Tháng 6 năm 2016, Nam nghỉ hưu. Vừa qua, Nam viết trên trang cá nhân: "Tôi, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Nam, tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam từ hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2018." Nam không nói lý do động cơ ra khỏi Đảng, nhưng trên trang cá nhân của mình, Trần Nam liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung từ những trang phản động hoặc có thông tin xấu độc, thậm chí còn có cả bài viết xuyên tạc nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nói xấu Đảng nhà nước. Trên trang cá nhân, Nam còn cho biết mình đã gia nhập đạo Thiên Chúa thường xuyên đi lễ. Trên trang cũng cho thấy trước đây Nam làm ăn có kinh tế nhưng hiện nay thua lỗ, phải về Bảo Lộc Lâm Đồng sống trong hoàn cảnh khó khăn. Nam là một người làm kinh doanh, sau đó vào làm việc cho một doanh nghiệp quân đội. Thông tin từ trang cá nhân cho thấy Trần Nam đã tự thay đổi lập trường chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phản ngôn trái ngược với đường lối quan điểm của Đảng, nhà nước. Hiện nay trên trang cá nhân, Nam đã gỡ bỏ status tuyên bố ra khỏi đảng. Là người có khiếu viết lách, đôi lúc Trần Nam cũng có những bài tự sự giàu cảm xúc, như việc kể lại chuyện một vị thủ trưởng học viện Lục Quân đã nghỉ hưu đến thăm Nam. Nam viết, chỉ có hai chúng tôi tâm sự hàn huyên về cuộc đời này của những người lính lúc về già. Thủ trưởng thắt nén nhang trên bàn thờ, nơi ấy có ảnh hình của một đồng đội, đó là cha tôi. Đất nước này, mảnh đất hình chữ S này. Thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia đã có biết bao nhiêu những người lính đã nằm xuống, đã cống hiến cả một cuộc đời cho sự toàn vẹn lãnh thổ của ông cha để lại. Thật đáng tiếc khi Trần Nam đã đi ngược lại với truyền thống gia đình và với chính con đường đơn vị mà Nam một thời gắn bó. Qua những thông tin trên cho thấy, hai đối tượng tuyên bố ra khỏi đảng được các trang mạng và truyền thông hải ngoại thổi thành những hình tượng. Thật ra chỉ là một trung úy sĩ quan vi phạm kỷ luật đã phục viên và một quân nhân chuyên nghiệp đã nghỉ hưu không phải là những cán bộ sĩ quan đương chức, cũng không phải là những đối tượng có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trên thực tế, thời gian qua và hiện nay, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và các cựu chiến binh, cựu quân nhân vẫn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, luôn gương mẫu giữ gìn và phát huy phẩm chất truyền thống cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Một vài đối tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa như trên chỉ là những trường hợp cá biệt, hành động do thiếu tu dưỡng rèn luyện và nhận thức hạn chế. Những đối tượng này cũng thể hiện sự a dua, té nước theo mưa cùng một số đối tượng chống phá đảng, nhà nước để câu like, nổi tiếng thông qua việc tuyên bố ra khỏi đảng. Trên thực tế, hoàn toàn không hề có phong trào cán bộ, sĩ quan quân đội từ bỏ đảng như thông tin bị đặt xuyên tạc, hòng hạ thấp uy tín, danh dự và làm suy giảm niềm tin cậy yêu mến của nhân dân đối với quân đội nhân dân Việt Nam.